Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Bây giờ chính là cái thời điểm mà mình cảm thấy là cực kỳ là phù hợp dành cho các bạn học sinh muốn tìm mua cho mình một chiếc điện thoại mới nè. Bởi vì mình biết là các bạn vừa mới thi đại học xong đúng không? Và nếu như mà các bạn đang tìm muốn mua cho mình một chiếc điện thoại nó phù hợp những cái tiêu chí ngon, bổ, rẻ nè, mà vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu các bạn cần như là về công việc nè, lẫn học tập, thì ở đây mình đang có một sản phẩm mới vừa được ra mắt của chiếc của Xiaomi, đó là chiếc Redmi 10A. Nhìn tổng quan sơ về thiết kế thì mình thấy nó khá là đơn giản mà thôi, nhưng mà bên trong của nó lại không hề đơn giản đâu nha. Hãy cùng xem hết video đánh giá chi tiết này của mình để xem nó có gì thú vị nha. Bắt đầu. Và hiện tại thì chiếc Redmi 10A hiện đang được mở bán tại cửa hàng Thế Giới Di Động với 3 màu: màu xám nè, màu xanh dương và màu bạc. Và nếu như mà các bạn nào có hứng thú thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới cho các bạn có thể tham khảo nha. Rồi, và đến với cái trải nghiệm đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình sử dụng em Redmi 10A này, đó là về cái màn hình. Thì màn hình của em này có kích thước tương đối khá là lớn, 6.53 inch. Và mình đã có trải nghiệm màn hình của em này được một thời gian, và mình chỉ có đúng một điểm duy nhất mà mình cảm thấy là chưa ưng thôi. Đó là các cạnh viền xung quanh của nó được làm tương đối khá là dày nè, và khiến cho cái trải nghiệm của mình nó chưa thực sự gọi là liền mạch lẫn toàn vẹn tổng thể của chiếc máy. Nhưng suy đi tính lại, nếu như mà các bạn cảm thấy những cái cạnh viền này nó thực sự không có bị ảnh hưởng quá là nhiều đến cái trải nghiệm của bản thân, thì mọi thứ tổng thể từ chất lượng hình ảnh lẫn đồ hiển thị thì nó vẫn mang lại cho mình một cái trải nghiệm tương đối khá là tốt trong tầm giá dưới 3 triệu đồng. Chúng ta sẽ có tấm nền hiển thị là IPS LCD, giá màu rộng nè, mang lại sự trung thực cho màu sắc. Đi kèm với đó là độ phân giải HD cộng nè, tỷ lệ là 20:9. Thì với combo này thì mình đánh giá khá là cao, một cái thiết bị giá chỉ dưới 3 triệu nhưng mà mang lại cho mình nhiều những cái trải nghiệm tốt về mặt hiển thị nè. Mình lướt Facebook nè, TikTok cả ngày cực kỳ đã luôn. Và đặc biệt khi mà các bạn xem phim thì đa số những cái bộ phim hiện giờ thì đều theo chuẩn 20:9 hết. Cho nên là với một chiếc máy có sẵn tỷ lệ này luôn thì cực kỳ là tiện lợi cho các bạn thưởng thức một bộ phim hay một cách trọn vẹn. Rồi, đi qua những cái điểm ấn tượng tiếp theo mà mình cảm thấy con máy này nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm toàn diện nhất cả ngày, đó là về Vinpin. Thì với mức dung lượng mà máy đang sở hữu là 5000 mAh, và với Vinpin 5000 này thì mình đã có dành ra khoảng 1 tiếng để có thể gọi là chơi game nè. Sau đó mình chuyển sang những cái tác vụ cơ bản khác như là lướt Facebook nè, xem YouTube nè, lướt TikTok hoặc là check mail. Thì cứ thế lặp đi lặp lại những cái công việc trên thì mình đã có gọi là mất tới hơn 8 tiếng on screen liên tục. Thì với 8 tiếng on screen liên tục này thì mình thấy là đây là một cái mức thời lượng sử dụng tương đối khá là ok, khá là trâu bò. Và mình biết là con máy này nó khá là phù hợp với những bạn học sinh sinh viên, bởi vì các bạn phải check mail nè, các bạn phải check mail sinh viên nè, và kể cả mình cũng thế, mình cũng phải check công việc nè, và đôi khi mình cũng có hay giải trí nữa. Và với cái thời lượng sử dụng nó trâu bò đến như vậy thì mình sẽ có được một cái trải nghiệm nó dài lâu hơn nè, và mình không có bị gọi là gián đoạn ở bất kỳ một cái thời điểm nào cả. Vậy nên chiếc Redmi 10A này có một cái thời lượng sử dụng tốt đến như vậy thì sẽ là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp đối với các bạn, đúng không? Tuy nhiên thì máy vẫn có điểm trừ, đó là cái cổng sạc của em này nó chỉ là micro USB mà thôi, và công suất mà máy mang lại được là chỉ có 10W mà thôi. Cho nên là để có thể sạc đầy là được Vinpin 5000 này, mình đã mất đâu đó khoảng 2 tiếng 49 phút là có thể sạc đầy. Tuy nhiên thì mặc dù là công suất sạc nó hơi ít, nhưng mà mình có một cách nó tối ưu hơn. Bởi vì chúng ta có một cái Vinpin trâu đến như vậy, chúng ta chỉ cần sáng đi làm, đi học, rồi xài cho đến tối ngủ, cắm sạc để qua đêm, sau đó sáng hôm sau xài tiếp. Nó tối ưu hơn đúng không? Đi qua đến với cái phần cấu hình thì chúng ta sẽ sở hữu một cái combo chip là Helio G25 nè. RAM sẽ là 2GB và ROM là 32GB. Thì với combo như này thì mình thấy là nó nằm ở mức ổn thôi, nó không có thực sự gọi là vượt trội cho lắm. Xử lý những tác vụ hàng ngày mượt mà nè, chơi được những tựa game nhẹ và cơ bản mà thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi được những tựa game nặng hơn như là PUBG thì khá là khó, bởi vì con chip này chưa thực sự gọi là con chip mạnh. Cụ thể thì mình đã có chơi Liên Quân với mức cấu hình mình để là max setting nè, thì máy vẫn có thể chơi được. Nhưng mà khi xảy ra giao tranh thì sẽ bị drop FPS, nên là mình đã phải giảm mức đồ họa thấp xuống để có thể chơi được mượt mà và ổn định hơn.
Nhưng mà dù sao đi nữa thì chiếc máy chỉ có giá 3 triệu đồng mà thôi, thì chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi nhiều hơn được, đúng không ạ? Vì thế nên nếu như mà các bạn muốn sử dụng chiếc máy với mục đích là gọi là học tập nè và làm việc, chỉ lướt Facebook, TikTok hoặc là chơi những tựa game cơ bản thôi, thì mình nghĩ là Redmi 10A sẽ là một sự lựa chọn phù hợp. Cuối cùng là camera của Redmi 10A, thì chúng ta sẽ có hai ống kính, trong đó ống kính chính là 13 megapixel và ống kính phụ còn lại sẽ là 2 megapixel. Camera selfie sẽ là 5 megapixel. Chi tiết mỗi cái khả năng xử lý ảnh ban đêm của em này chưa thực sự gọi là tốt cho lắm. Và mình sẽ show ra những cái bức ảnh dưới đây để cho các bạn có thể cùng theo dõi nha. Rồi, và để tóm lại thì với mức giá chỉ dưới 3 triệu đồng thì chúng ta sẽ đổi lại được một chiếc điện thoại Redmi 10A. Với những ưu và nhược điểm thì mình sẽ hiển thị ở dưới này. Nhìn chung lại thì đây mình nghĩ đây sẽ là một cái chiếc máy phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên nè. Các bạn không có nhu cầu quá là lớn về mặt gọi là chơi game nặng hoặc là về mặt gọi là gì đó gọi là cao siêu đâu. Các bạn chỉ cần một chiếc điện thoại nó nhỏ gọn nè, nó đơn giản và nó phục vụ tốt những cái công việc như là công việc học tập nè, lẫn giải trí cơ bản các thứ, thì mình nghĩ sẽ là đây, chiếc Redmi 10A này sẽ là một cái sự lựa chọn đáng cân nhắc. Rồi, và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Động nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.